và Phi Thanh Vân xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Ngôi sao tình yêu. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty Sunrise Media và được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay hân hạnh đồng hành với nhà tài trợ bộ đôi người mụn Vernizer Acne nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa, da láng mịn của Sâm Phạc Ma. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón nhân vật chính ngày hôm nay, Dương Văn Tuyền. Đẹp trai quá. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Chào tất cả quý vị và các bạn đang xem chương trình Ngôi sao tình yêu. Mình tên là Dương Văn Tuyên, năm nay 24 tuổi. Tuyên mới tốt nghiệp trường kiến trúc và xây dựng ở bên Ukraine. Công việc hiện tại của Tuyên là diễn viên và mẫu ảnh. Nếu mà được nói về mình bằng 3 tính từ thì Tuyên trầm lặng, nói ít hay cười. Tuyên thích một cô gái có một nụ cười tươi, biết nấu ăn, biết quan tâm và chăm sóc cho gia đình. Trên cơ thể của một người phụ nữ thì có lẽ nụ cười sẽ mang lại ấn tượng nhất cho Tuyên. Xin em đừng khóc khi anh không ngờ bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn, đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta rất là điển trai. Bạn có thể giới thiệu đôi nét của mình đến tất cả mọi người không nào? Từ nhỏ tôi sinh sống ở bên Ukraine và mới về Việt Nam làm việc được gần một năm rồi. Bạn du học ở Ukraine từ năm mấy tuổi? 8 tuổi ạ. Wow! Như vậy là bạn quen với văn hóa và cuộc sống ở Ukraine rồi. Đúng rồi. Về Việt Nam thì có gì khó khăn khi thay đổi môi trường sống không? Khó khăn một chút xíu là việc giao tiếp bằng tiếng Việt. Ủa vậy hả? Bên kia là mình giờ sử dụng tiếng Nga đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Chị muốn nghe vài câu tiếng Nga không chị Vân? Đúng rồi. Tiêu chân cái xì vậy á? Em ơi em đừng có xì vả anh. Không có. Cái việc xúc cát đó. Em mới khen chị rất là đẹp ạ. Oh my god, thank you so much. Em à, chị có một câu rất tế nhị. Trai Việt Nam thì rất là được những cái cô gái châu Âu ưa chuộng. Chả biết là em đã có bao nhiêu mối tình vắt vai bên đó rồi. Ở bên đó thì em có một mối tình. Một thôi à? Dạ. Người Việt hay là người Ukraine hả em? Người Ukraine. Trời ơi, chắc đẹp dữ quá ha. Tình yêu nó xảy ra như thế nào em, và nguyên cớ vì sao mà lại bỏ nhau? Hồi đó là năm lớp 10 thì bạn ấy mới chuyển vào lớp xong. Thấy bạn ấy xinh, nảy sinh tình cảm rồi bạn ấy cũng đồng ý. Ai chủ động tỏ tình? Em. Rồi chuyện tình đó kéo dài bao lâu? Tầm nửa năm. Có nắm tay, có được ôm. Ôm sao? Ôm thử nè. Ở gì nữa không? Hôn má. Chị không tin em hôn Hà Đất Phơ, chị coi đi. Em hôn Hà Đất Phơ, chị coi đi. Tôi không có đẹp, đâm ra tôi muốn đột quỵ luôn. Và bây giờ chị Phi Thanh Vân cùng với Hoàng Rapper sẽ dẫn dắt bạn Dương Văn Tuyên đến với vị trí góc nhìn rất đẹp sau đây. Ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Tuyên ơi, ngôi sao tình yêu chính là đây, năm cánh, năm vị trí của năm người đẹp đang sở hữu. Tuyên à, khi mà em thích một người phụ nữ thì em sẽ thích cái body của cô ấy hay là em sẽ thích khuôn mặt của cô ấy? Em thích khuôn mặt, nhưng mà bây giờ chỉ thấy body thôi. Như vậy thì em cảm thấy là bộ trang phục nào khiến em ấn tượng nhất? Bạn số 5 ạ. Em thích con gái mặc áo dài. Trai xa xứ, hướng về tổ quốc. Rồi về ngoại hình thì sao nào? Cô gái số 1 ạ, bởi vì cô ấy có ngoại hình thon gọn. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cô gái đầu tiên ở vị trí số 1. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Quyên. Em xin chào hai anh chị MC, em chào anh và xin chào tất cả quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Quyên, mọi người hay gọi em là mèo mập. Em có mập đâu cưng. Mọi người gọi em từ lâu lắm rồi, tại vì anh nhìn thấy em nhỏ bé như bây giờ đó là kết quả của nỗ lực giảm cân đó anh.
Năm nay em 20 tuổi, em đang theo học ngành quản trị marketing. Xuất sắc. Ngày trước em bao nhiêu cân em? Dạ, lúc trước là em đạt ngưỡng 53 cân. Trời! Mà trong khi đó thì em chỉ có 1m52 thôi à. Thế thì em đã giảm được bao nhiêu cân? Em đã giảm thành công được 16 cân. Wow, một cô gái nghị lực. Chị rất thích những cô gái như vậy. Cảm ơn chị ạ. Sau đây thì em gửi đến anh một bài rap rất là dễ thương mà em cũng rất là thích. Lý Cây Bông ạ. Ơi họ là họ ơi, trông đầm gì đẹp bằng sen. Quên mình ai đẹp bằng em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết thẹn, rồi bộ kết anh tóc em đen. Dáng dịu dàng và đang trang, đừng vội về nhà đi sớm em ơi. Yeah. Quá đáng yêu. Và bây giờ thì em sẽ đến với cô gái thứ hai, Phương Bảo Ngọc. Xin chào Ngọc. Có gì điều chi hẹn thùng mà thôn nữ quay lưng lại gì hả? Có lẽ là một điều là rất là bí mật để dành cho anh Tuyên. Bí mật sao? Trời ơi, có nghĩa là ở phía trước có một cái gì đó rất là kinh khủng. Nè nè nè, người yêu cũ bạn tên gì vậy? Phải tên Ngọc không? Ukraine tên Ngọc đúng không? Đúng không? Không phải hả? Không, cô gì ra tên gì? Cũng không phải Ngọc luôn. Không phải Ngọc, mày à. Bảo Ngọc ơi, tên thiệt em phải không cưng? Dạ, em tên là Vương Bảo Ngọc. Hiện tại em đang là người mẫu tự do và diễn viên. Em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn, nhưng mà mẹ em là người Trung Quốc. Ồ, bạn nói được tiếng Hoa không? Em nói được một chút chút ạ. Sở trường của em là em biết nấu ăn. Em thường hay nấu ăn cho cả gia đình ăn đúng không ạ? Trước kia thì em nấu ăn cho mọi người ăn, nhưng mà sau này thì một mình em ăn ạ. Ủa sao vậy? Tại sao lại một mình? Tại vì bây giờ em muốn sống tự do. Em có thể kể cho chị nghe về ba của em và mẹ của em được không? Nói chung là mọi người đều có một hoàn cảnh riêng. Có thể nói là ba cư xử không tốt với em. Tại sao ba ruột mà lại không tốt với em? Hay đó không phải là ba ruột của em? Dạ, ba dượng của em là người Việt, ba ruột em là người Pháp. Em chưa được một lần thấy ba. Bảo Ngọc ơi, chỉ có những viên kim cương mới chịu được những cái áp lực. Nếu em không có được những áp lực, em không bao giờ trở thành kim cương được. Bây giờ thì với tư thế đó, đứng xoay mặt, xoay lưng đi thì không biết là có khó khăn cho việc bạn thể hiện tài năng hay sở trường nào đó của mình hay không? Chắc không đâu ạ. Em rất là thích múa. Oh. Nên chắc là em sẽ tặng anh Tuyên một vài điệu múa. Wow! Chết rồi! Âm nhạc lên! Trời đẹp quá em ơi! Em lấy khăn em lau nước miếng đi Tuyền ơi. Trời ơi, em may mắn lắm nha, từng năm sự lựa chọn lắm nha cưng. Và bây giờ chúng ta chào đón cô gái ở vị trí số 3. Xin chào bạn Thanh Nga. Chào anh Hoàng đẹp trai, chào wow. Chị Vân đẹp gái và chào anh Tuyên ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Nga, em 20 tuổi và em đến từ Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang là học viên ở trường sân khấu kịch Hồng Vân. Bây giờ hãy chia sẻ rõ về sơ yếu lý lịch của mình để cho bạn Tuyên hiểu rõ về em nhiều hơn. Dạ, bố em là một người lao động bình thường thôi. Còn mẹ em thì mất từ năm em 5 tuổi rồi. Dạ. Như vậy bác trai ở nhà phải gà trống nuôi con từ khi em còn bé. Dạ, năm em lên lớp 4 thì bố cũng đi thêm bước nữa rồi. Thế thì cuộc sống của em khi em ở với bố với dì thì như thế nào? Bố đi làm không chia sẻ được với em nhiều, còn dì thì đôi lúc là hơi bất đồng quan điểm. Em đừng buồn bố, bởi vì khi là một người đàn ông họ chống mũi chịu sào. Dạ. Thì cái gánh nặng trên vai của họ là phải lo được cho vợ, cho con. Dạ, em cũng thông cảm cho bố, mà đến tận bây giờ thì lúc nào trong tim em cũng có bố hết á. Như vậy qua chương trình ngày hôm nay, em có lời nào muốn chia sẻ thật sự thẳng thắn với bố? Bố là người tuyệt vời nhất của con. Bây giờ em có chia sẻ gì với bạn Tuyên không? Em không ngại yêu xa, em chỉ sợ trái tim của anh không yêu được xa thôi. Wow, dễ thương quá. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với vị trí thứ tư của cô nàng mang tên Võ Thị Ngọc Phương. Chào Phương. Chào hai anh chị MC với chào anh ạ. Em tên là Võ Thị Ngọc Phương, em 19 tuổi và em đang làm việc tại một công ty truyền thông. Trước đây là em có hai mối tình là quen con trai. Hai bạn nam đó từng phản bội em và em muốn thử cái cảm giác mà một bạn nam phản bội bạn nữ đó có vui cỡ nào. Và em đã đổi phong cách để em có thể quen một bạn nữ nào đó để em phản bội thử để em biết cái cảm giác nó như thế nào. Em à, bạn ấy có xu hướng là thích cả nam cả nữ. Còn em có xu hướng thích cả nữ và nam hay không?
hai mối rồi, trải qua mối đầu, bước qua mối hai, bể luôn qua mối thứ ba là tôi rồi. Thấy hồi nãy có dấu hiệu rồi. Em có một câu muốn hỏi anh Tuyên, anh có ngại khi quen một bạn nữ mà có một cái giới tính mà quen cả nam lẫn nữ luôn? Giới tính linh hoạt đó em. Ở Việt Nam, xã hội hiện đại bây giờ, việc giới tính linh hoạt là hoàn toàn bình thường. Và tất cả mọi người đều tôn trọng những người có cách lựa chọn đó. Nên có bất ngờ không khi nghe bạn Phương chia sẻ như vậy? Cũng không bất ngờ lắm, bởi vì em cũng có một vài người bạn giống bạn đấy. À, vậy hả? Bây giờ Phương, em có câu nào đó lãng mạn để bày tỏ tình cảm của mình dành cho Tuyên không? Em có một câu nói là em biết anh có mặt tại chương trình này thì em mới đến đây. Không biết là anh có xài hột quẹt hay không, nhưng mà khi mà gặp được anh thì trái tim em lại cháy rất nhiều. Trời, ghê ghê. Wow, wow. Bây giờ em có thể phâu dáng như là một người đàn ông và phâu dáng như một người phụ nữ để tất cả mọi người ở đây và Tuyên có thể chiêm ngưỡng được không? Tuyên gặp gỡ vị trí thứ 5, cô nàng Thu Nga. Chào Thu Nga. Dạ, đời tiên cho em xin phép chào quý vị khán giả, hai MC Duyên Dáng và anh Tuyên ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Nga. Hiện tại thì em có 3 công việc. Từ thứ 2 đến thứ 6 thì em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Thứ 7 và Chủ nhật em làm cho một trung tâm ngoại ngữ. Thời gian rảnh thì em buôn bán mỹ phẩm cho chị em phụ nữ chúng ta. Với công việc đó, bạn dường như luôn khiến cho mình bận rộn và kiếm thêm thu nhập. Như vậy, bạn hoàn toàn tự tin mình tự nuôi sống bản thân mình rồi đúng không ạ? Thật ra thì em còn phải chăm sóc gia đình ạ. Cách đây 11 năm về trước, năm đó em lớp 12, tại vì gia đình em quá nghèo, em mới xin phép ba mẹ em là cho con đi làm 7 năm. Em đã tính toán là trong vòng 7 năm thì mới có đủ học phí để chi trả cho những năm đại học. Thì quyết định này của em không được gia đình em đồng ý. Và em đang thi rớt tốt nghiệp. Lúc đó em cũng chẳng nghĩ được gì thì em quyết định là bỏ vào miền Nam. Sau đó là em có đi làm thêm để kiếm một ít tiền. Khoảng một tháng thì em có về đi thi tốt nghiệp lần 2. Em đã đậu tốt nghiệp. Ba em bảo là thôi bây giờ con học trung cấp, chờ sang năm thi, hoặc là con đi ôn thi lại. Nhưng một lần nữa em lại phản đối ba mẹ em. Em vào miền Nam để đi làm. Ngày hôm nay em đến đây, ngoài mục đích đã tìm một tình yêu thì em muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ của em. Và lời thứ hai đó là xin lỗi ba mẹ em. Và tất cả những gì em có ngày hôm nay đó chính là của ba mẹ em, chứ không phải là của em. Gái rất là nghị lực, bạn không hề muốn làm ba mẹ thất vọng một chút xíu nào cả. Chẳng qua bạn luôn tin vào những sự lựa chọn của mình. Hãy cố gắng chứng tỏ điều đó nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Em xin phép được đọc một bài thơ ạ. Về đi anh ơi, chắc vẫn còn kẹt cả anh, em, từng lỗi nhịp. Đời đây viết lại điệp khúc tình yêu. Em sợ những đêm khuya hiu quạnh, 29 em mong anh bên đời. Và vâng, em 29 tuổi ạ. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu đang quay trở lại với phần tiếp theo. Ai sẽ được lộ diện đầu tiên, nắm bắt cơ hội đó và chiếm lấy trái tim của anh chàng Dương Văn Tuyên? Và bây giờ, ngôi sao tình yêu sẽ bắt đầu vòng xoay may mắn của mình. Xin mời. Đầu tiên ở vị trí cao nhất, đó chính là cô nàng Ngọc Quyên. Là một nghị lực phi thường khi cô ấy đã giảm được 16 cân trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp đến là cô gái đứng ở vị trí số 2, Dương Bảo Ngọc, đã thể hiện một điệu múa Trung Quốc vô cùng gợi cảm. Và cô gái ở vị trí số 3 là Thanh Nga, cô nàng sinh viên sân khấu kịch rất dễ thương, đáng yêu và chân thành. Và cô gái thứ 4 là Võ Thị Ngọc Phương, giới tính linh hoạt, có thể thích cả phụ nữ và cả đàn ông. Và cô gái cuối cùng, vị trí thứ 5, đó chính là Thu Nga. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô ấy với ý chí nghị lực vươn lên đang cố gắng khẳng định mình là người phụ nữ hiện đại và tự lập. Các bạn khán giả đang muốn vị trí số mấy sẽ lộ diện ạ? Bên đây là số 2 à? Còn bên đây, số 4 mà, số 4 mà. Ai đây? Wow, số 3. Chào Thanh Nga. Xin chào anh chị MC, chào anh và chào tất cả mọi người ạ. Ôi, một tụi em cũng tỏa nắng không kém nha Nga nha. Dạ.
Anh ơi, anh có thể cho em bắt gượt của trái tim anh không? Em đăng nhập vào với. Em có biết nấu ăn không? Dạ, em nấu ăn rất ngon ạ. Vì em ở miền Trung mà, nên em mà nấu ăn theo miền Trung. Nhưng mà nếu anh thích gia vị nào thì em có thể đổi sang gia vị đấy để nấu cho anh ăn ạ. Anh thấy anh rất thích con gái biết nấu ăn. Dạ. Còn đồ ăn của miền Trung thì chưa được ăn. Anh mong là sẽ có dịp. Dạ, nếu có dịp thì em sẽ nấu cho anh ăn ạ. Em thích một người con trai như thế nào? Em không có gu, chỉ là hợp thì đến với nhau thôi. Không có gu cũng không sao, nhưng nhất định phải là con trai. Dạ đúng rồi. Bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cầm điện thoại lên và hãy đặt ra một cái biệt danh nào đó dành tặng cho bạn Thanh Nga. Thời gian đặt biệt danh bắt đầu. Bây giờ sẽ là biệt danh đầu tiên. Xin mời ngôi sao tình yêu. Nga nhạt nhẽo. Em có thấy Nga là người nhạt nhẽo không? Em không hề thiệt. Bắt tay. Mình nhiều điểm chung là mình nên về với nhau. Ôi trời ơi, rồi xong. Hiểu. Đó là một cái góc nhìn của bà con hàng xóm. Dạ. Có khi người ta ganh tị mình thì sao? Chắc mấy anh trong này thích em quá nên là muốn đà bổ của chị. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Nào, đến với biệt danh tiếp theo. Dễ thương nè. Nga ngộ nghịnh, em thích biệt danh này không? Dạ có. Em đoán xem mọi người nhìn nhận mình ngộ nghịnh ở chỗ nào? Dạ chắc là do em nói chuyện hơi văn vẻ một tí cho nên là ngây ngô người... đúng không nào? Dạ. Ngây thơ trong sáng. Dạ. Nào, đến với biệt danh tiếp theo. Next đi anh ơi. Oh my god. Đây không phải là một cái nickname nữa rồi, mà là một lời khuyên thẳng đến cho bạn Dương Văn Tuyên. Chị nghe cái câu đó chị thực sự rất đau. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy đến với biệt danh mà Dương Văn Tuyên dành tặng cho Thanh Nga. Xin mời. Wow. Yes. Đây mới là biệt danh mà tôi đang mong chờ nhất. Đúng rồi. Ba chữ ngắn gọn. Nga đáng yêu. Có nghĩa là anh ấy cũng đã thả thính em ít nhiều rồi đó. Nhưng đáng yêu là đáng để anh ấy yêu hay đáng để người khác yêu? Chúng ta sẽ phải tiếp tục với phần tham khảo tiếp theo. Nào những chàng trai nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên ơi. Cầm điện thoại lên một lần nữa. Đưa ra lời tư vấn dành cho bạn Dương Văn Tuyên. Đây là những số liệu với công thức để tham khảo và hơn. Quyết định của các bạn. Và bởi vì các bạn này là thủ đoạn vô biên nên là chúng ta hãy cứ đi theo tỷ lệ ngược nhé. Thanh Nga có được sự ủng hộ của mọi người hay không? Sẽ qua phần trăm sau đây thể hiện. Oh my god! Phá kỷ lục của chương trình Ngôi Sao Tình Yêu lớn. Đây là lần đầu tiên. Nga ơi, em có tới 95%. 95% khuyên là không yêu em. Đấy, em biết mà. Wow. Cảm xúc sao khi thấy 95% không đồng ý? Dạ, chắc là mọi người muốn đẩy xa em với Tuyên ra. Đó là những số liệu để chúng ta tham khảo thôi. Tuyên cầm điện thoại lên, kết nối với Ngôi Sao Tình Yêu, đưa ra quyết định cuối cùng dành cho Thanh Nga. Bạn chọn có hay không? Nga, bạn đang rất hy vọng. Trong tình yêu, đôi khi vấp phải những sự phản đối của mọi người, nhưng với ý chí bền bỉ của mình, thành công nhất định sẽ tới. Và câu trả lời đã được gửi đến cho Ngôi Sao Tình Yêu. Hãy cho chúng tôi biết được rằng Dương Văn Tuyên quyết định như thế nào đối với Thanh Nga. Những quý cô còn lại còn cơ hội hay không? Câu trả lời là. Trả lời của bạn Tuyên là không. Why not? Thực ra thì bạn ấy rất là tốt. Nhưng mà em đặt tên là Nga đáng yêu. Có lẽ là đáng yêu theo một phương hướng khác, coi như là một người em gái. Em đến đây thì cũng là vì anh. Nhưng mà nếu anh xem em như một người em gái thì em sẽ xem anh như một người anh trai ạ. Cảm ơn em nhiều.
Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ ngôi sao tình yêu hãy xoay đều. Đó hồi hộp. Số 1, số 2, số 4, hay số 5. Mọi người muốn chú mấy? Gặp gỡ bạn Phương. Chào Phương. Trời ơi. Em chào hai anh chị ạ. Van xin anh giúp em và chọn em để em có thể trở lại một con người thật sự của em chứ không phải là đi xa hơn nữa. Có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đàn ông con trai em không chọn. Tại sao em chọn đúng Minh Tuyên này sẽ là người giúp cho em quay trở lại với bản ngã phái nữ của mình. Trong tình yêu em là một người rất là thoải mái, mình cảm thấy mình có cảm tình với họ, mà mình tìm hiểu mình có một cái đồng điệu cùng với nhau thì sẽ có thể đi với nhau xa hơn. À, đây là cái linh tính của phụ nữ đó chị. Nếu nha, anh Tuyên gật đầu đồng ý, em sẽ làm những gì để bồi đắp tình yêu dành cho anh Tuyên? Nếu anh yêu em thật sự, em cũng sẽ dùng hết cả một tuổi thanh xuân của mình để dành trọn cho anh. Tôi muốn hỏi Phương là Phương có còn cảm giác với đàn ông không? Vì anh em đến đây thì như vậy em phải có cảm giác với con trai em mới đến đây. Rất là mong muốn sẽ có phần to be continue dành cho cặp đôi này. Anh muốn được thầy mái tóc của em. Mà chị thực sự thích. Anh cũng vậy, rất ưng đó. Cảm ơn chị. Nào, xin mời tất cả các quý ông đang ngồi tại hàng ghế khán giả cầm điện thoại lên, hãy đặt biệt danh dành cho cô nàng rất thú vị này. Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những cái biệt danh ấn tượng mà mọi người đã đặt cho Ngọc Phương. Xin mời. Bạn vẫn giữ được cái nét nữ tính của mình đó. Gương mặt baby là gương mặt làm cho tất cả các đấng mày râu đều có thể bị tan chảy. Hợp không? Hợp ha? Hợp. Rồi, tiếp tục nào. Đến với biệt danh thứ hai. Wow. Búp bê con trai. Đây là hình tượng mà ca sĩ Thanh Thảo đã gặt hái được rất nhiều thành công. Rồi, chúng ta hãy đến với biệt danh thứ ba. Rồi. Gì? Hãy chọn em ngay đi. Cái tên này phải là viết ra bảng xong đeo trước ngực vậy nè. Và bây giờ hãy cho chúng tôi biết được biệt danh thật sự mà Dương Văn Tuyên dành cho Ngọc Phương là gì. Xin mời. Yeah. Phương Tomboy. Đây là một nickname cũng khá nhiều bạn tự đặt cho mình đấy chứ. Không biết là bạn bè của bạn có nhiều người theo phong cách tomboy không? Em chưa quen một người nào. Như vậy đây là người đầu tiên bạn cảm thấy rất ấn tượng đúng không nào? Rồi, bây giờ thì hãy cho chúng tôi biết được tỷ lệ phần trăm nên hay không nên tạo điều kiện cho Ngọc Phương đến với anh chàng Dương Văn Tuyên ở vòng sau. Thời gian mình chọn bắt đầu. Mọi người rất mong muốn được gặp gỡ Ngọc Phương. Rất nhiều khán giả đưa bốn ngón tay lên để yêu cầu ngôi sao tình yêu phải dừng lại ở vị trí Ngọc Phương. Thì không biết sau phần lộ diện vừa rồi, mọi người khuyên Tuyên có nên đến với Ngọc Phương hay không, tạo điều kiện cho cô ấy có được những cảm xúc thật nhất của một người phụ nữ. Và bây giờ, ngôi sao tình yêu, hãy tiết lộ kết quả đi nào. Bao nhiêu phần trăm đây? Wow! 80% đồng ý. Tôi không biết cái gu của mọi người sao hay suy nghĩ của mọi người như thế nào, nhưng mọi người rất có nhiều thiện cảm dành cho Phương. Và bây giờ là khoảnh khắc để bạn đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Hãy gửi tin nhắn đến cho ngôi sao tình yêu. Lúc nãy Phương đã nói những câu nghe rất là xa xiết. Như em van xin anh hãy để cho em có thể quay lại và không đi quá xa. Nhưng ngay từ đầu thì Phương cũng nói là Phương thích áo dài và đã vô cùng xa xuyên với điệu múa của Trung Hoa. Và tin nhắn đã được gửi đi. Ngôi sao tình yêu hãy tiết lộ cho mọi người biết được rằng Dương Văn Tuyên có đồng ý tạo cơ hội cho Ngọc Phương hay không? Xin mời.
Và câu trả lời là... Không đồng ý rồi. Bạn chắc chắn rất tiếc về điều này đúng không ạ, Phương ơi? Dạ, anh là cũng hơi tiếc. Nhưng mà em tin vào duyên số và định mệnh. Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ ngôi sao tình yêu hãy quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Xoay đi nào. Chỉ còn vị trí số 1, số 2 và số 5 thôi. Ai? Ai? 1, 2, 5. Ai hả? Hai hả? Mọi người chào tôi hả? Hai, hẹn qua đi hai. Nào, nào, ai nào, ai nào. Trời, cái đường cong này là cái đường cong chết người nè. Trời ơi, nghiêng nước nghiêng thành rồi. Trời ơi. Tôi hấp hối vô. Thôi mọi người muốn làm gì làm, 5 phút bắt đầu. Hoàng ơi, Hoàng của Tuyên đó Hoàng, em đừng có như vậy Hoàng. Không ai, em nói gì đâu, không phải. Anh Tuyên ơi, anh có muốn làm mỗi ngày buổi sáng với em sẽ gọi anh Tuyên ơi, chị ăn sáng nè, em đã chuẩn bị sẵn cà phê, có sơ mi cho anh rồi, chị chuẩn bị thay đồ đi làm đi. Trời ơi, cái giọng như con mèo á. Có không, là hỏi có không. Yêu hôn nhiều nơi ngọt nhờ nhân nhân mi. Thật ra là em đã biết anh Tuyên cũng được vài tháng. Ý là mỗi buổi tối em hay lên nghe anh Tuyên hát. Wow. Đi show. Mỗi tối nghe anh hát là sao? Hát livestream hay là hát ở những phòng trà acoustic? Anh Tuyên có thu những bài hát lên trên mạng á. Xong rồi mỗi buổi tối em mở nghe. Ủa wow. Có luôn hả? Có. Ghê, giấu nghề, nãy giờ giấu. Hát thử bài. Em hay nghe bài gì của anh hát? Em muốn anh Tuyên hát bài Vì Anh Thương Em. Rồi, cây bàn non đâu? Móc ra cây bàn non liền. Cây bàn, hát. Đi đi, hát đi. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Em nó ghê lắm nha cưng nha. Bình thường là mấy quý cô đứng nhìn kia là phải hát hò đủ thứ để chinh phục trái tim của anh chàng đứng dưới này. Còn lần này ngược lại, ảnh phải hát cho em nghe luôn, ghê thiệt. Đúng cái giọng này chưa? Chính chủ chưa? Nhưng mà Tuyên, bạn cũng nói là bạn cũng đã từng gặp gỡ con ấy rồi. Có kết bạn ở trên Facebook. À. Thỉnh thoảng lướt Facebook thì cũng có thấy bạn đấy. Có thả tim có không ạ? Thả tim rồi em ơi. Xong luôn. Được lắm. Rồi, cũng muốn hỏi gì nữa không nào? Nãy em có nói là em thích nghe anh hát đúng không? Ừ. Vậy thì em có muốn ở bên cạnh anh mỗi đêm để nghe anh hát không? Trời ơi. Và từ đó Họa My luôn hát. Em rất thích có thể nằm bên cạnh anh để nghe anh hát. Nào, xin mời các bạn đặt biệt danh cho cô nàng số 2, bạn Bảo Ngọc. Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ sẽ là biệt danh đầu tiên. Wow, wow, tin rất là có thật. Cảm ơn chàng trai nào đó đã đặt tên này. Rất là dễ thương và đáng yêu. Và bây giờ hãy đến với biệt danh thứ 2. Oh, wow. Bảo Thi xuất hiện, Bảo Thi xuất hiện. Công chúa bồng bỏng. Cảm ơn anh ở đây ạ. Dạ, nghe rất là mong manh, dễ vỡ và vô cùng đáng yêu. Và bây giờ sẽ là biệt danh thứ 3. Chà. Wow. Nghe giống mấy cái tiểu thuyết kiếm hiệp ngày xưa đó chị. Ngọc nữ tình yêu. Mà đối xứng là tiên đồng, hả? Tiên đồng phải đi dưới ngọc nữ đúng không nào? Nào, tiên đồng đặt tên gì cho ngọc nữ vậy hả? Xin mời. Wow. Ngọc hot girl. Em có thích cái chức danh hot girl không? Dạ thích ạ. Cái gì anh Tuyên đặt em cũng thích hết. Trời vậy luôn đó. Tại sao em lại đặt là Ngọc hot girl? Bởi vì trên Facebook bạn ấy rất là nổi tiếng. Như vậy thì em yêu một người mà quá nổi tiếng trên Facebook. Em có sợ là cái sự mà dằn dực lôi kéo vệ quá cao không? Vệ tinh xung quanh follower quá nhiều. Không sợ, bởi vì em chắc chắn là em sẽ hơn họ. Và bây giờ sẽ là lời tham khảo của tất cả mọi người dành cho bạn Tuyên.
liệu rằng đây có phải là cái bạn non hay không. Mọi người cảm nhận cô nàng này có xứng đáng nhận được cơ hội tiếp theo hay không? Xin mời. Và bây giờ Ngôi Sao Tình Yêu sẽ thống kê lại toàn bộ những số liệu, bao nhiêu có, bao nhiêu không đây. Xin mời. Một tỷ số mà tôi không tưởng tượng được. 50 và 50. Nhưng bây giờ quan trọng là Tuyên nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Ngôi Sao Tình Yêu. Hai cô nàng còn lại sẽ còn cơ hội hay không? Hai cơ hội đã thuộc về với ai mới là sự lựa chọn của bạn? Tin nhắn đã được gửi đi rồi. Và bây giờ Ngôi Sao Tình Yêu sẽ tiết lộ cho chúng ta biết được kết quả mà Tuyên dành cho Ngọc. Và kết quả là quay trở lại với Ngôi Sao Tình Yêu. Rất là đáng tiếc, với hai vị trí còn lại vẫn chưa kịp lộ diện nhưng đã mất cơ hội rồi. Chúng ta hãy gặp gỡ họ nào. Ở vị trí số 1, đó chính là Ngọc Quyên. Chào Ngọc Quyên. Trời ơi, xinh chứ kìa. Em chào hai anh chị, chào anh, chào tất cả mọi người ạ. Em bị loại mà em vẫn cười tươi vậy sao? Dạ, tại vì em nghĩ là có lẽ là hai người có duyên với nhau và em thật lòng chúc phúc cho anh. Cảm ơn em. Tiếc không? Dạ không, bởi vì em đã quyết định chọn rồi thì sẽ không tiếc nữa. Và bây giờ chúng ta hãy đến với vị trí thứ 5 vẫn chưa được lộ diện, đó chính là người đẹp mang tên Thu Nga. Chào Thu Nga. Dạ, em chào anh Hoàng Rapper, chị Phi Thanh Vân và anh Tuyên và quý vị khán giả. Em không ơi, Tuyên không chọn em thì em có buồn hay không? Không ạ, tại vì quan điểm của em là như thế này. Nếu như hôm nay em không được tỏa sáng thì em sẽ có cơ hội cho nhiều bạn nam khác. Sống rất là lạc quan và tích cực. Và trong khoảnh khắc này anh thấy em vẫn tỏa sáng nha chứ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng tiếp theo được mang tên thử thách dành cho bạn Dương Văn Tuyên khi đã đưa ra quyết định trao cơ hội cho cô gái Vương Bảo Ngọc. Và bây giờ sẽ là giây phút cả hai đôi trẻ gặp nhau. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Chào mừng hai bạn Tuyên và Ngọc đang bước vào vòng tiếp theo. Hãy cố gắng làm sao giữ trọn vẹn món quà ngay sau đây mà chúng tôi tặng cho cả hai bạn, đó chính là 3 triệu đồng tiền mặt. Chúng ta sẽ vượt qua 3 câu hỏi thử thách. Nhiệm vụ của cả hai bạn sẽ phải tái hiện lại những tình huống mà chúng tôi đưa ra. Sau đó sẽ phải trả lời xem đáp án của mình đưa ra có trùng khớp với đối phương hay không. Nếu trùng khớp, Bảo Toàn được 1 triệu qua mỗi câu. Nếu như không trùng khớp, sẽ bị trừ đi 1 triệu. Sẵn sàng nhé. Và bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên với câu hỏi như sau. Khi đang nhậu với bạn hữu mà người yêu gọi về thì bạn nam là bạn Tuyên sẽ làm gì? A. Cáo lỗi bạn bè và ra về. Rồi bây giờ chúng ta hãy tái hiện cái tình huống đó nha. Nhậu ơi, nhậu ơi, nhậu. Trời ơi, tới sớm quá vậy. Nga phải 100 nha. 100 nha. Chị biết không, từ khi mà nó có người yêu tới giờ á là nó bỏ bê anh em, bỏ bê bạn bè, nó không bao giờ đi nhậu lắm rồi mới thấy. Như vậy là nhát gái đúng không? Người yêu là chuyện của người yêu, còn đi chơi là đi chơi xịn mới thật. Đúng, thấy anh đồng, thấy anh đồng ha, bản lĩnh đàn ông mới làm ở đâu. Này cứ nhậu đi, sao các bạn rung dữ vậy? Nhưng mà hôm nay em phải hứa nha, là em phải nhậu tới sáng với chị ạ. Điện thoại phải không? Dữ vậy, đâu phải điện thoại em đâu. Không phải đâu, không phải. Không, chị không có bọc điện thoại của Tuyên phải không? Nè, quý
quy tắc bàn nhạc là phải tắt điện thoại đó. Lúc tính tiền là không được đi đâu toilet à. Alo anh em. Anh đang ở đâu ạ? Hôm nay anh đi chơi mấy đứa bạn ấy mà. Khi nào anh về? Chắc một xíu. Bây giờ là 1, 2, 3, vô. Em đã nấu cơm sẵn chờ anh về rồi. Anh tranh thủ về nhé. Được rồi, vậy thì một chút nữa anh hẹn về nha. Ở lại đây với bọn em đi. Thế là về, cái gì vậy? Ai gọi? Người yêu gọi. Hóa ra người yêu gọi rồi mà anh tranh thủ anh hả? Nè, chị Vân, chị Đại ngồi đây mà dám bỏ về sớm trước là sao? Thì em xin lỗi chị, lần sau em sẽ ngồi lâu với chị hơn. Bởi vì người yêu mới nấu cơm xong, em phải về ăn. Anh ơi, ở lại với tụi em đi nè, nha. Tôi muốn được dựa dữ lắm mà có ai dựa đâu. Thôi em xin phép, em xin phép anh đi. Chị đâu vậy? Uống đi mà. Ở lại đi mà. Uống đi anh. Bây giờ em ngồi đây thêm 15 phút nữa rồi em về được không? Ok, em xin phép đủ hết rồi, em sẽ đi. Anh chị ở lại chơi. Chán nó ghê luôn, cạn lời như này nó về đi. Bao giờ nhìn mặt chị nha. Lượn đi cho nước nó trong. Thôi em ngồi xuống, em chung vui với mọi người nha. Bây giờ sẽ là tình huống thứ hai. B có nội dung như sau: xin phép đi nhậu về muộn. Thoại đâu có đung đâu trời mà ai mà e dữ vậy. Chị không có mang này mà. Không, em không thấy là sao em có điện thoại được. Nè, các bạn nhậu là không mang điện thoại theo nha. Nha. Thôi, xin đi mọi người. Bên này, bên nha. Này. Hello. Alo. Anh đang ở đâu ạ? Anh đang đi chơi với bạn một chút xíu ấy mà. Hôm nay bạn mời đi uống bia. 1, 2, 3. Phải khi nào anh về? Lẹ đi, uống lẹ lẹ đi. Uống đi. Em ơi, bữa nay chắc là anh về muộn đấy. Bởi vì lâu lắm rồi anh không có gặp mình với đứa bạn mà. Em đã nấu cơm sẵn chờ anh về rồi. Anh nên cho thủ về đi nha. Em cứ ăn trước đi, không cần phải đợi anh đâu. Chắc lẽ em nấu cơm xong rồi, bây giờ em ăn một mình nè. Anh có hiểu cảm giác của em hay không? Anh hiểu, anh xin lỗi, nhưng mà lần sau anh sẽ không như thế nữa nha em. Dâu đẹp quá em ơi. Dạ ơi. Em đang nghe tiếng cô nào đó? À em ơi. Anh ơi uống đi anh, uống đi. Chỉ là chị tiếp thị viên thôi mà. Không sao anh lại nói như vậy? Trời dạ. Đứng lấy gọi bằng em, bây giờ đứng lấy bằng chị. Em đang thường gọi em là chị. Không có ai đâu em à, ở đây toàn người bạn thôi mà. Em ăn rồi ngủ sớm đi nha, một xíu nữa anh về với em nha. Mấy giờ anh về? Chắc là tầm 2 giờ. 2 giờ thì anh về nha em. Nếu mà 2 giờ về thì thường về nữa. Anh xin lỗi em nha, bởi vì hôm nay sinh nhật của chị ấy mà. Nên thôi em cho anh đi một ngày thôi. Trời ơi, tại sao mà sinh nhật chị mà nó cũng không cho đi nữa vậy? Con em dâu nào quá quá vậy? Tắt máy đi. Thế nha em nha, thế trời, em chị không hài lòng tí xíu nào chưa á. Vô đi. Em ăn uống rồi, nghỉ ngơi đi em nha. Bây giờ hãy giả vờ là đi tiếp đối tác và nói dối để từ chối cô ấy. Đó chính là phương án C, giả vờ tiếp đối tác. Điện thoại ai nè, có người ta kêu bạn nhậu là không cầm điện thoại nha. À đây, điện thoại của mình, mọi người đợi xíu nha. Nghe điện thoại cái quay lại liền. Tiếp tục nhậu đi. Alo em, anh nghe đây. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang đi tiếp khách em ạ. Nếu mà tiếp khách hàng thì bây giờ 2 giờ sáng rồi vẫn chưa về là sao? Tại vì... Anh! Ai đấy? À không có ai đâu em ơi. Anh nè. Một chút anh về nha em, bởi vì khách hàng đang đợi ở trong. Em đang cần giải thích là cô ta đây là ai? Chỉ là chị tiếp thị viên thôi mà em ơi, không ai đâu. Tuyên ơi, đâu rồi Tuyên ơi? Thế nha em, khách đang gọi anh rồi nha. Anh phải vào đây. Tuyên ơi, đi vô họp gấp Tuyên ơi, Tuyên ơi. Anh vào anh họp đây, không người ta gọi nãy giờ rồi nha. Dạ. Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ chúng ta hãy đến với sự lựa chọn đáp án của cả hai bạn trẻ Tuyên và Ngọc. Liệu họ có trùng khớp với ý của nhau hay không? Trên tay mỗi người là một thiết bị để chúng ta có thể kết nối với ngôi sao tình yêu. Hãy gửi tin nhắn đến với sự lựa chọn của mình. Đương nhiên Tuyên là người hiểu mình nhất, nên Tuyên sẽ lựa chọn theo đúng với tính cách của mình. Quan trọng là Ngọc đoán xem Tuyên là con người như thế nào. Cả hai tin nhắn đã được gửi đi. Và bây giờ ngôi sao tình yêu, hãy cho chúng tôi thấy được rằng sự lựa chọn của các bạn ấy có cùng đối với nhau hay không. Đều chọn B. Tuyên, bạn sẽ xin phép đi nhậu về muộn mặc dù lúc đó là quá 12 giờ đêm rồi. Dạ, đúng rồi. Tại sao ạ? Bạn không muốn đánh mất tình bạn? Đúng rồi. Tuy người yêu quan trọng nhưng mà bạn bè cũng quan trọng đối với mình một phần nào đó. Với em thì em sẽ tôn trọng người yêu. Em không muốn người yêu và mình phải khó xử. Rất là tâm lý. Chúc mừng các bạn, 1 triệu đã được bảo toàn. Và bây giờ hãy đến với thử thách thứ hai với nội dung đề bài như sau. Khi bắt gặp bạn Bảo Ngọc ngoại tình. Trời ơi. Oh.
phản ứng của bạn Tuyên đó chính là hỏi em còn yêu anh hay không. Và lý do vì sao em ngoại tình? Em thích thôi. Thích từ thôi. À, chắc cũng gần gần như này á. Ngọc, em làm gì đây à? Còn ông nữa? Ông làm gì của ta? Sao anh lại nằm chung một giường? Đây, đây đâu rồi? Đây, 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 đây đâu? Đây đâu? Chuyện gì vừa mới xảy ra hả? Anh thấy rồi đó. Sao em đối xử với anh như thế? Em còn yêu anh không? Có. Lý do tại sao em lại làm như thế? Để trả đũa. Trả đũa? Anh đã làm gì sai hả? Thì anh coi là bản thân mình đã làm gì. Anh bỏ em một mình ở nhà. Anh chỉ đi nhậu với bạn thôi mà. Đâu có làm gì sai trái đâu. Đơn giản chỉ là đi nhậu thôi à. Và phương án thứ hai, cầu xin bạn gái của mình quay trở lại. Từ từ thôi. Ôi, hai người đây kia. Ôi. Làm gì vậy Ngọc? Gì vừa xảy ra với em? Anh làm điều gì không tốt hả? Anh thấy rồi đó. Sao em làm vậy? Anh thấy hết rồi đó. Người ta mang cho tôi những gì, anh mang cho tôi những gì. Anh đi nhậu suốt ngày, còn tôi thì sao? Đi tay đi. Oh. Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cố gắng yêu thương em nhiều hơn. Anh buông ra đi. Em muốn chia tay. Xin lỗi mà, hãy ở lại với anh nha. Anh xin em. Anh sẽ không chấp những gì mà anh vừa thấy. Anh hứa là sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, yêu thương em và chăm sóc em nhiều hơn. Anh đi về đi, em muốn ở một mình. Và bây giờ sẽ là phần tái hiện cho phương án thứ 3. Đấm thẳng vào mặt của kẻ thứ 3. Trời đã man. Sau đó tuyên bố chia tay thẳng thắn với cô nàng Bảo Ngọc luôn. Thích từ thôi. Trời thú quý ạ. Ngọc ơi, anh về đây. Chẳng thế chứ. Ngọc chẳng chẳng vậy. Ông kia. Đứng. Ông ấy làm gì hả? Hả? Em mới làm cái gì hả? Để xem tôi xử với anh như thế hả? Ngọc, ngồi dậy nói chuyện với anh. Anh đối xử với em như thế nào? Để xem đối xử với anh như thế. Ngọc, em không thấy có lỗi với anh hả? Thôi chia tay đi. Thôi chia tay đi. Sẽ là khoảnh khắc để cho hai bạn đưa ra những lựa chọn của mình. Khi bắt gặp bạn Bảo Ngọc ngoại tình thì bạn Văn Tuyên sẽ phản ứng ra sao? A là hỏi em có còn yêu anh không và lý do vì sao. B là cầu xin bạn nữ quay trở về. Và C đó chính là ra tay trừng trị kẻ thứ ba và thẳng thắn nói lời chia tay. Đâu mới là phương án mà bạn Văn Tuyên sẽ lựa chọn? Tin nhắn đã được gửi đi. Ngôi sao tình yêu, hãy tiết lộ kết quả cuối cùng nào. Như vậy, quỹ tiền của các bạn đã bị trừ đi 1 triệu bởi vì sự không trùng khớp. Tại sao Tuyên chọn C? Bạn là một người thích bạo lực, động tay động chân. Đã không phải, nếu mà chuyện đấy có xảy ra thì em quyết định chia tay. Chứ cũng không hẳn là sẽ đánh đập này kia. Bảo Ngọc, tại sao bạn linh tính là Tuyên sẽ chọn phương án A? Thì em nghĩ anh Tuyên sẽ muốn biết là lý do tại sao. Nhưng sau khi biết lý do, người đàn ông vẫn có thể chia tay. Đàn ông á, họ không bao giờ chấp nhận người đàn bà của mình ngoại tình với những người đàn ông khác dù chỉ là một lần trước mắt mình.
À, hơi đáng tiếc khi mà chúng ta mất đi 1 triệu rồi. Nhưng không sao cả, cơ hội vẫn còn ở thử thách cuối cùng, thử thách thứ 3. Và đề bài như sau. Chuẩn bị hôn bạn gái thì phát hiện bạn của mình bị hôi miệng. Nam sẽ... Phương án A, chàng trai sẽ phản ứng là... Chê, không hôn luôn. Nay đi làm về mệt không? Anh cũng hơi mệt, em hôm nay ở nhà sao rồi? Cũng vui à. Có nhớ anh không? Nhớ. Nhớ hả? Ủa em hôm nay có mùi gì lạ lạ hả? Có mùi gì đâu mà lạ. Thôi, thôi kệ đi. Anh người thấy mùi lạ thật mà. Em đâu có mùi gì đâu. Ủa nhưng mà em càng nói anh càng nghe thì cái mùi thấy thối thối sao á. Sorry anh, em mới giang xoài cho mắm rước ạ. À. Anh đi vào nghỉ ngơi chút xíu nha, này hơi mệt. Sao đâu không em hả? Anh không có thích cái mùi mắm rước, sợ lắm nha. Và phương án B đó chính là nhắc nhẹ bạn gái mình đi đánh răng đi em. Rồi hung sao? Ở nhà như nào? Có nhớ anh không? Thì cũng vui. Sao vậy? Sao vậy? Hôm nay em có mùi gì hả? Mùi lạ lạ ta. Mùi gì lạ? Hay là em quên chưa đánh răng đúng không? Cái gì vậy? Mới hôm nay hả? Không, em mới ăn xoài cho mắm ruốc. Thôi, tiếng răng đi nha, anh đợi. Đánh xong rồi hả? Đánh xong rồi. Lại đây với anh. Bây giờ sẽ là tình huống cuối cùng. Mặc kệ ba vô hung thấm thiết. Em ơi, anh đi làm về đây. Anh làm về có mệt không? Nay ở công ty có hơi nhiều công việc chút xíu. Em chuẩn bị cơm sẵn cho anh về rồi đó. Ok. Lạ thế em. Cái mùi gì? Anh hửi thấy mùi hơi khó chịu ở miệng á. Hôm nay em ăn ăn gì không phải không? Em hôm nay vừa ăn mắm rút. Thôi kệ đi. Phần tiếp xúc rất nóng bỏng của cả hai, trao đổi chất, trao đổi khí rất hấp dẫn. Và bây giờ hãy lấy lại sự bình tĩnh của mình và tuyên đoán xem đối phương sẽ lựa chọn phương án nào. Khi đang chuẩn bị hôn nhau thì bạn Tuyên phát hiện rằng Bảo Ngọc có cái mùi lạ lạ qua từ miệng của mình, thì bạn Tuyên sẽ phản ứng ra sao? A, chê, không hôn nữa. Và B, là nhanh khéo đi đánh răng vào quay lại sẽ hôn. Và C, kệ, cứ hôn thôi. Tuyên sau phần tiếp xúc rồi đã có chứng minh quan trọng là Bảo Ngọc có hiểu đối phương của mình hay không. Kết quả là trùng khớp rồi. Như vậy đôi trẻ chúng tôi đã cùng chọn phương án B rất là trùng khớp với nhau. Bạn nghĩ như vậy là mình sẽ dễ tương tác hơn với người yêu mình hả? Dạ đúng rồi. Còn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cũng thích những hương thơm trong tình yêu đúng không? Và bây giờ hãy lắng nghe những tỷ lệ phần trăm tham khảo của tất cả mọi người để chúng ta quyết định xem có nên hẹn hò với nhau hay không. Các bạn có đẹp đôi hay không?
không? Các bạn có nên về với nhau để tìm hiểu kỹ hơn trong tương lai hay không? Đây sẽ là tỷ lệ phần trăm, liệu rằng còn 50-50 hay sẽ có sự thay đổi. Và bây giờ, Ngôi Sao Tình Yêu hãy cho chúng tôi biết được tỷ lệ phần trăm tham khảo nào. 70 và 30. Không biết 30% không là lý do tại sao, nhưng 70% mọi người khuyên các bạn hãy tạo cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Và bây giờ, dựa trên con số đó, các bạn hãy tự đưa ra quyết định của mình. Đồng ý hay không đồng ý hẹn hò? Nếu như hai người cùng đồng ý, toàn bộ số tiền mà các bạn kiếm được, đó chính là 2 triệu đồng sẽ thuộc về ban tổ chức. Nếu như một trong hai người nói lời đồng ý, thì toàn bộ số tiền 2 triệu đồng sẽ thuộc về người đồng ý. Người không đồng ý sẽ tay trắng ra về. Còn trường hợp thứ ba, cả hai người đều không đồng ý hẹn hò với nhau, thì 2 triệu đồng tiền thưởng sẽ được chia đôi. Hãy đưa ra quyết định của mình đi nào. Anh có muốn là mỗi ngày sáng xem sẽ gọi anh đi hơi, thì anh sáng nè, em đi kiểm trị sẵn cà phê ở sân nghe trang rồi, chị chuẩn bị thay đồ đi làm đi. Vậy thì anh có muốn ở bên cạnh anh mỗi đêm thì anh ăn không? Trời ơi, đã là vợ người ta rồi. Đó. Rồi mấy anh 50-50 kia là coi như mất cửa hết rồi. Chúc mừng các em. Chị hy vọng rằng các em sẽ yêu nhau và ở với nhau cho tới khi răng long đổ bạc. Nào, trao cho nhau những cử chỉ thật là yêu thương, nồng ấm nào. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Ui cha. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người dành một tràng pháo tay dành tặng cho bốn quý cô xinh đẹp dễ thương đang đứng ở phía trên của Ngôi Sao Tình Yêu. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Ngôi Sao Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media, được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hân Hạnh đồng hành với nhà tài trợ Bộ Đôi Người Mụn với Deezer Arti, nhập khẩu trực tiếp từ Ý, Mụn Rời Xa và Lãng Bệnh của Sâm Phạm Ma. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.